Kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. 9 tháng năm 2018, những khó khăn của doanh nghiệp được nắm bắt và tháo gỡ kịp thời, nhiều dự án lớn được đẩy nhanh tiến độ đi vào hoạt động đã có tác động tích cực thúc đẩy sản xuất công nghiệp của Thanh Hóa tăng trưởng cao. 9 tháng năm 2018, sản xuất công nghiệp của Thanh Hóa đứng thứ hai cả nước về tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 65.700 tỷ đồng, bằng 71,7% kế hoạch có 21 trên 24 sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng so với cùng kỳ, trong đó những sản phẩm giữ mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, các dự án sản xuất công nghiệp lớn đi vào hoạt động là lọc hóa dầu Nghi Sơn, dầu ăn Nghi Sơn và bao bì Đại Dương đã bổ sung thêm 9 sản phẩm công nghiệp mới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Các sản phẩm công nghiệp khác của tỉnh tiếp tục tăng trưởng nhờ hoạt động đầu tư, đổi mới thiết bị và tăng cường quản trị, nâng cao năng suất lao động của các doanh nghiệp. Theo đánh giá, trong số 24 sản phẩm công nghiệp truyền thống chủ yếu có 18 sản phẩm vượt kế hoạch, hai sản phẩm đạt từ 95 đến 99% kế hoạch và 5 sản phẩm đạt dưới 95% kế hoạch. Do nhóm sản phẩm vượt kế hoạch là những sản phẩm có giá trị sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn và có mức vượt kế hoạch khá cao, sẽ bù đắp cho những sản phẩm không đạt kế hoạch. Bên cạnh đó, các yếu tố ảnh hưởng tích cực như giá dầu thô tăng hơn, một số dự án dự kiến đi vào sản xuất trong quý 4 sẽ góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 ước đạt trên 96.700 tỷ đồng, vượt kế hoạch đã đề ra. Mặc dù các thành viên ban chỉ đạo 389 đã tăng cường kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu gian lận thương mại, tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp. Tính từ đầu tháng 9 đến nay, các ngành chức năng đã bắt giữ và xử lý 91 vụ liên quan đến hàng lậu hàng cấm, trong đó nhiều mặt hàng gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội cũng như tính mạng sức khỏe của người tiêu dùng như bánh kẹo, đồ chơi kích động bạo lực, ma túy, vật liệu nổ, đã chuyển khởi tố hình sự 41 vụ, xử phạt vi phạm hành chính nộp kho bạc nhà nước 50 vụ với số tiền 433 triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và xử lý 349 vụ gian lận thương mại, phạt vi phạm hành chính hơn 5,2 tỷ đồng. Mặc dù đã có sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, nhưng tình hình buôn lậu và gian lận thương mại không giảm. Các đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh lực lượng chức năng. Chúng tôi có nhiệm vụ ra soát, nắm bắt các loại đối tượng có dấu hiệu hoạt động ở lĩnh vực buôn lậu, hàng hóa. Nói chung nó diễn ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều mặt hàng. Tại sao nó có cái này là vì có cái nhu cầu sử dụng của dân. Cho nên cái cung nó sẽ đáp ứng cho cái cầu, cho nên nó vẫn diễn ra. Còn để nắm được cái cung, nắm được cái cầu để là ngăn chặn cho cái cung thì buộc lực lượng chức năng phải nghiên cứu thật kỹ thị trường diễn biến của thanh hóa để đấu tranh. Từ nay đến cuối năm, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại sẽ diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Do đó bên cạnh công tác kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng, người tiêu dùng cũng nên thận trọng khi mua các sản phẩm hàng hóa, không sử dụng hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông tư số 20 ngày 22 tháng 8 năm 2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó yêu cầu giáo viên các trường phổ thông phải sử dụng được ngoại ngữ. Yêu cầu này đang khiến nhiều giáo viên băn khoăn. Thông tư số 20 của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giáo viên phải sử dụng được ngoại ngữ, ưu tiên tiếng Anh hoặc ngoại ngữ thứ hai đối với giáo viên dạy ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm, yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc, đưa đội ngũ nhà giáo quan tâm đặc biệt trong thời kỳ hội nhập quốc tế yêu cầu biết tiếng Anh là cần thiết tuy nhiên nhiều giáo viên băn khoăn khi thực tế trong quá trình giảng dạy việc vận dụng tiếng Anh vào bài giảng là rất ít cơ hội giao tiếp với người nước ngoài để trao dồi thêm kiến thức cũng không nhiều và đối với bản thân chúng tôi thì ở từng bộ môn khác nhau đặc biệt như bộ tôi là bộ môn lịch sử thì trong quá trình đào tạo nó cũng rất nhiều học các ngoại ngữ khác nhau từ tiếng Anh rồi tiếng Trung rồi quay về tiếng Anh những thời gian học nó cũng quá xa và hiện nay thì trong quá trình giảng dạy thì cũng chúng tôi cũng không áp dụng nhiều. Thông tư số 20 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2018. Tuy nhiên, phần lớn các giáo viên cho rằng cần có lộ trình phù hợp để thực hiện yêu cầu về ngoại ngữ đối với giáo viên ở từng vùng miền khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tổ chức khai mạc liên hoan phát thanh truyền hình toàn tỉnh lần thứ 14. Liên hoan năm nay thu hút 32 đơn vị tham gia với tổng số 101 tác phẩm, trong đó có 44 tác phẩm truyền hình và 57 tác phẩm phát thanh. Bên cạnh việc chấm thi chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để vinh danh, trong khuôn khổ liên hoan còn có hội nghị cộng tác viên và trao đổi nghiệp vụ. Liên hoan phát thanh truyền hình toàn tỉnh được tổ chức hàng năm là dịp để những người làm công tác phát thanh truyền hình trong tỉnh giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, cập nhật xu hướng công nghệ mới và chọn ra những tác phẩm phát thanh truyền hình xuất sắc để phát sóng, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền của tỉnh. Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu chính quyền các phường xã chỉ đạo các phố thôn tổ chức vui Tết Trung thu cho thiếu nhi tại nhà văn hóa hoặc một điểm tập trung trên địa bàn. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa yêu cầu chính quyền các phường xã triển khai tổ chức ký cam kết với trưởng phố, thôn và vận động nhân dân không tham gia diễu hành trên đường phố với các loại đèn ông sao, đèn kéo quân, mô hình các con vật, hóa trang gây phản cảm cũng như không sử dụng động cơ loa đài với âm lượng lớn làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo dư luận không tốt trong nhân dân. Mặt khác, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa cũng giao cho công an thành phố tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cắm chốt phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tạm giữ các phương tiện trang thiết bị và mô hình các con vật nếu phố thôn nào vi phạm những quy định trên. Những phường xã nào để xảy ra tình trạng người dân diễu hành các loại đèn ông sao, đèn kéo quân, mô hình các con vật trong dịp Tết Trung thu thì người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa. Bản tin 18 h 30 sẽ để tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Theo báo cáo từ Tổng cục Thuế, trong 8 tháng đầu năm 2018, toàn ngành đã thanh tra kiểm tra hơn 50.000 doanh nghiệp, thu về gần 9.000 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, ngành thuế sẽ tiếp tục triển khai kiểm tra các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đảm bảo số doanh nghiệp được thanh tra kiểm tra đạt 18,5% số doanh nghiệp đang hoạt động. Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cho biết, tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nông dân hiện đang chiếm tỷ trọng tới 94% tổng dư nợ tín dụng của đơn vị. Cơ cấu dư nợ tập trung chủ yếu là hộ gia đình cá nhân với mục đích chính là hỗ trợ sản xuất kinh doanh với số dư hơn 120.400 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ quá hạn đã giảm dần từ gần 14% vào năm 2002 xuống còn 0,44%. Sau khi thực hiện lệnh cấm nông sản ngoài địa phương vào chợ Đà Lạt, các cơ quan chức năng của thành phố đã tiến hành kiểm tra và thống kê số lượng khoai tây Trung Quốc còn tồn kho tại các quầy trong chợ nông sản Đà Lạt, đồng thời yêu cầu các tiểu thương di chuyển ngay toàn bộ số khoai tây này ra khỏi chợ nông sản Đà Lạt. Hiện còn 6 hộ tiểu thương tồn động hơn 120 tấn khoai tây Trung Quốc tại các quầy kho ở chợ nông sản Đà Lạt. Những ngày gần đây, nông dân ở một số nơi trong tỉnh An Giang có thể một khoản thu nhập từ bán dơm với giá khá cao. Giá một cuộn dơm 14 kg thương lái mua 28.000 đồng, cao gấp đôi so với ngày thường. Do nước lũ năm nay lớn và về sớm hơn cả tháng nên nhiều cánh đồng thu hoạch lúa chạy lũ không còn dơm để bán. Cứ 1.000 m2 sau khi thu hoạch, máy cuộn dơm cho ra khoảng 14 cuộn, giúp bà con nông dân có thêm thu nhập khoảng 200.000 đồng. Sau khi trừ chi phí thuê người vận chuyển. Hiện nông dân tỉnh Tiền Giang đang phấn khởi bởi giá mít thái siêu sớm tăng lên mức kỷ lục từ 60.000 đến 62.000 đồng một kg đối với mít loại 1. Các loại khác dao động từ 40 đến 50.000 đồng một kg, cao gấp đôi cùng kỳ năm trước. Trái ngược với niềm vui của người trồng mít, người trồng bơ ở Đắk Lắc đang đứng ngồi không yên bởi giá bơ giảm sâu. Hiện nay giá bơ quả chỉ còn từ 5.000 đến 8.000 đồng một kg đối với loại bơ thường, các loại bơ sáp giảm mạnh nhất chỉ còn từ 25 đến 35.000 đồng một kg mua tại vườn, giảm hơn một nửa so với vụ bơ năm 2017. Không chỉ giá giảm, người trồng bơ còn gặp rất nhiều khó khăn do năm nay năng suất giảm gần 50%. Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận một bệnh nhi được chuyển từ An Giang lên trong tình trạng bị viêm màng não mủ, nhiễm trùng huyết, hoại tử cánh tay phải, viêm ruột hoại tử. Sau 10 ngày điều trị tích cực nhưng tình trạng hoại tử bàn tay của bé vẫn không cải thiện nguy cơ nhiễm trùng lan rộng. Các bác sĩ quyết định đặt hệ thống chăm sóc vết thương dưới áp lực âm, tưới rửa liên tục vết thương bằng mối sinh lý liên tục 24 trên 24 giờ. Đây là phương pháp mới lần đầu áp dụng tại bệnh viện Nhi đồng 1. Sau 10 ngày điều trị, tình trạng của bé cải thiện rõ rệt. Các bác sĩ tiến hành cắt lọc vùng hoại tử và ghép da mỏng, hiện sức khỏe của bé đã ổn định. Thời gian qua trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, xảy ra tình trạng cây hồ tiêu chết hàng loạt khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh điêu đứng. Theo số liệu thống kê, toàn huyện Chư Sê hiện có trên 3.600 hecta hồ tiêu, trong đó hơn 2.800 hecta đang trong thời kỳ kinh doanh. Đến thời điểm này, đã có hơn 150 hecta bị nhiễm bệnh và trên 50 hecta bị chết. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do thời tiết mưa kéo dài, nước không thoát kịp làm dễ tiêu bị ngập ống dẫn đến thối rễ, khi trời nắng dẫn đến vàng lá héo úa rụng quả. Cây tiêu chết rất nhanh, từ khi thấy triệu chứng lá bắt đầu héo đến khi cây chết chỉ từ 1 đến 2 tuần. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18 30 tại địa chỉ website truyền hình thanh hóa vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo chỉ email bản tin 18 giờ 30 ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 256 Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.